Bắt đầu cho năm học mới, năm 2020, hai đứa học high school hết rồi nè. Lớn hết trơn rồi, tội nghiệp. Vì cúm Vũ Hán mà học sinh không được đi đến trường, con mình cũng vậy, đều ở nhà phải học online. Thật là tội nghiệp cho thời tuổi trẻ không được đi đến trường, rất là buồn. Chúc mẹ cũng chúc các con học giỏi. Cầu mong cho thời Covid nó qua mau. Xin chào tạm biệt. Cả nhà coi rau răm của mình nè, mình cắt rau răm ở nhà nè. Trời ơi, nhìn coi rau răm đã ghê chưa. Đó, cả nhà thấy rau răm không? Giống như người ta bán vậy. Tốt ghê chưa, nó thơm dễ sợ thơm luôn. Trời ơi, nhìn thấy thèm quá, mua con gà về luộc xé phai liền ha. Nhìn rau răm nè, ôi ngon quá trời ngon luôn, coi nè, đâu thua gì người ta bán đâu, thấy chưa. Mà rau răm ở nhà mình trồng á rất là thơm, coi nè, quá trời đẹp, cây to dài ra coi nè. Trời ơi, cái này á, gà xé phai rồi làm cá kèo á, cá kèo kho rau răm, trời ơi bá cháy luôn. Cá kèo kho rau răm là hết ý luôn. Trời ơi phải đã ghê, ghê chưa. Sáng bữa, bởi cái này là cái niềm vui của mình nè, sáng bữa nào mình cũng phải ra vườn mình thăm nó hết ra tưới nước, ra thăm rau coi nó có khỏe không. Mê quá, thèm nha, có con gà xé phai liền ăn.